Kính thưa quý vị các bạn, Dung Audi chợ ô tô Bixi thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng gửi tới quý khách hàng chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2018, một chiếc xe siêu lướt được chào bán với giá là 505 triệu đồng cho một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2008, số sàn, động cơ 1.6, hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi chợ ô tô cũ Bixi thành phố Hải Dương, hotline 0855 966, với giá 505 triệu đồng. Một chiếc xe được sản xuất năm 2018 mà chỉ có giá 505 triệu đồng, hà cớ gì quý vị phải mua xe mới ạ? Một chiếc xe siêu lướt, xe như trong hãng mà rẻ hơn cả hơn 100 triệu đồng, gần 150 triệu đồng, thì quý vị tội gì không mua. Đây là nội thất của chiếc xe, một chiếc xe siêu lướt, và chủ xe cũ đã chịu khấu hao cho chúng ta rồi. 2018 mà chỉ có giá 515 triệu đồng cho một chiếc xe Kia Cerato số sàn, sản xuất năm 2018. Đây quý vị có thể nhìn thấy xe như mới, xe như trong hãng luôn ạ. Mình quay thân vỏ, bây giờ mình quay về nội thất chiếc xe, sau đó mình quay về khoang máy của chiếc xe cũng như là cấu chức năng cấu tạo của chiếc xe các bạn nhé. Kia Cerato sản xuất năm 2018, số sàn, động cơ 1.6, được chào bán với giá là 505 triệu đồng tại Dung Audi chợ ô tô Bixi thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Bây giờ mình xin giới thiệu về chi tiết cấu tạo cũng như trang thiết bị của xe. Đầu tiên, xe này được trang bị đèn pha xê lông, đèn bi siêu lông siêu sáng và tránh bị chói mắt người đi đối diện. Gương cầu lồi, đèn pha gương cầu lồi xê lông siêu sáng. Đây là xi nhan trên gương các quý vị nhé, xi nhan trên gương. Tiếp theo nữa là gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động. Đây là nút cụp điện tự động đây ạ. Gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động. Vô lăng tích hợp bàn phím. Cái vô lăng nó là xe tất cả là đều mới như trong hãng, bạn nhìn thấy bóng lừ luôn, cái vô lăng nó bóng lừ luôn ạ. Điều hòa auto. Điều hòa thì chiếc xe này có cả hai vùng điều hòa quý vị ạ, điều hòa đằng trước và điều hòa đằng sau. Cho nên là người ngồi đằng sau cũng sẽ rất là mát đây ạ. Hai vùng điều hòa, điều hòa auto. Vô lăng tích hợp bàn phím. Động cơ 1.6. Số sàn 1.6 MT thì nó ăn khoảng độ tầm 7 lít xăng đến 7 lít rưỡi là cùng. 7 lít chiếc này, chiếc số sàn thì nó chỉ ăn khoảng độ tầm 7 lít thôi. Đây ạ, trần nỉ như mới, tất cả xe như mới. Trong hãng 100% là như mới luôn. Cam kết với quý vị là xe như trong hãng. Giá là 505 triệu đồng. Xem xe, kiểm tra xe, test xe tại Dung Audi chợ ô tô Bixi thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Xe được trang bị hệ thống an toàn, được trang bị 4 phanh ABS. Chiếc xe này chỉ có giá là 505 triệu đồng thôi. Mình xin quay cái cốp và cái lốp dự phòng của xe. Xe là có trang bị màn hình rồi, camera lùi rồi, camera lùi, màn hình camera lùi rồi, và có cả cảm biến lùi nữa. Vừa là nhìn màn hình và vừa có được thông báo bằng cảnh báo âm thanh qua cảm biến lùi. Đây là khoang cốp của chiếc xe. Chiếc xe này thì nói thật với các bạn là 2018, xe nó như mới.
cái gì nó cũng mới cả. Đây là cái cốp của nó đây ạ. Các bạn có nhìn thấy cái lốp dự phòng đây ạ. Rồi là cái toàn bộ sơn xi sắt xi của nó, cái khoang cốp của nó như mới mà. Tất cả này đây như mới nhé các bạn nhé, không phải bàn về chất. Xe này thì không cần bàn về chất nữa, bởi vì xe nó quá chất rồi. Oppo thể thao. Đây ạ, các bạn nhìn thấy Oppo thể thao rất đẹp. Xe này thì nó thật sự nó là quá đẹp. Giá chỉ có 505 triệu đồng thôi. Quý vị cứ so sánh với giá xe mới. Tội gì phải mua xe mới. Mua xe mà người ta đã chịu cái phần khấu hao cho mình rồi thì được lợi rất là nhiều thứ. 2018 xe như mới, zin như trong hãng mà chỉ có 505 triệu đồng thôi thì còn suy nghĩ gì. Vô lăng cần số mới tinh, bóng lư. Xe thưa với quý vị các bạn, xe chạy 2,4 vạn ạ. Xe vạn chạy 2,4 vạn, quý vị có thể nhìn thấy đồng hồ DOD đấy, xe chạy 2,4 vạn. Xe tất cả như mới luôn, vô lăng cần số như mới. Vâng ạ. Bây giờ mình sẽ quay về chi tiết khoang máy chiếc xe. Đây là khoang máy của chiếc xe Kia Cerato sản xuất năm 2018. Xe như trong hãng. Quý vị nhìn thấy đây ạ. Đây là khoang máy của chiếc Kia Cerato. Chiếc xe này là nguyên vết bụi của thời gian, zin từng con ốc, tất cả ốc 7 màu còn nguyên, chưa bất tháo bất cứ một con ốc nào. Chiếc xe này thì không phải là mỗi ốc ở khoang máy đâu, ốc ở toàn xe. Quý vị nào tìm được mở bất cứ một con ốc nào, tặng luôn không cho xe cho quý vị. Xe chưa mở bất cứ một con ốc nào. Quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Zin 100%, zin từng con ốc. Chiếc xe được chào bán với giá là 505 triệu đồng. Tất cả như mới, zin từng con ốc. Xe chỉ có vết bụi thời gian thôi, lau qua phát trên mặt này là sạch. Đấy. Chủ yếu là chất là nó quá chất, ốc ác là zin 100%. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Đấy, mình quay đúng cho các bạn nào về chuyên môn kỹ thuật, các bạn chỉ nhiếc qua cái là các bạn biết rồi ạ. Vâng ạ, thế là mình đã giới thiệu qua cho các bạn về chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2018, số sàn động cơ 1.6. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi, chợ ô tô Bixi, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966, với giá là 505 triệu đồng. Quý vị liên hệ xem xe, kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe trực tiếp Dung Audi, hotline 0855 966 966 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.